Ở cuối tập trước, Sở Hưu đang mải chú tâm suy nghĩ về Chu Bích Nguyệt ở Hồng Hoang nơi xa. Mộng Điệp theo dõi ở phía sau không nhịn được tò mò liền xuất hiện hỏi Sở Hưu cho rõ ràng. Nhưng kết quả là chẳng được biết gì cả, thậm chí còn bị Sở Hưu trêu đùa một phen. Nàng còn tưởng lão chồng sẽ hành sự với mình ngay tại đây giữa thanh thiên bạch nhật. Tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Nhưng ai ngờ đâu Sở Hưu lại bảo để tối sẽ xử nàng sau. Hiện tại thì theo hắn đến một nơi trước đã. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị đạo hữu cùng tại hạ đón xem tiếp ở tập này nhé. Sở Hưu sau đó mang theo Mộng Điệp quay trở về đạo quán bên dưới chân núi. Đây chính là nơi mà Chu Bích Nguyệt đã từng ở trước kia. Sở Hưu không nói không rằng, hắn một mạch dẫn nàng đi thẳng vào bên trong. Đi thẳng tới chỗ một pho tượng điêu khắc thanh thiên tôn thì Sở Hưu dừng lại. Mộng Điệp cũng không hiểu Sở Hưu tới nơi này để làm gì, nàng vẫn một mực, mực đi theo phía sau lưng hắn. Cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, "Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Sở Hưu cũng không có trả lời. Hắn cứ như vậy bước lên mấy bước đi tới đứng ở trước mặt tượng thần, tay phải của hắn dùng ngón trỏ từ từ đưa ra, sau đó là điểm thẳng lên trán của bức tượng, khiến nơi đó ngay lập tức xuất hiện một đạo ngũ quang mang ấn ký, huyết quang lập lòe. Theo trên trán của bức tượng điêu khắc thanh thiên tôn, liền lập tức phóng ra một cái hộp đá màu đen vuông vức, trên đó có đạo vận ngang dọc quấn quanh, đạo văn lấp lóe lập lòe ánh chớp, hiển nhiên là vật này rất phi phàm. Mộng Điệp ở phía sau ánh mắt đầy kinh ngạc cất tiếng hỏi, "Sao ngươi lại biết chỗ này có vật này?" ngươi đến đây từ khi nào sở hưu vẻ mặt thản nhiên đáp ngươi nhìn là được rồi hỏi nhiều vậy làm gì tò mò sẽ hại chết mèo đấy đi thôi chúng ta đến thượng kinh thành sở hưu mỉm cười đầy gian xảo hộp đá màu đen kia cũng được hắn thu lại vào trong những chữ vật mộng điệp ở phía sau cũng không thèm hỏi thêm nữa nàng dỗi thực ra bên trong chiếc hộp đá màu đen kia là một loại độc nguyên rủa cấm chế bẫy dập cực kỳ độc ác tiểu thánh bình thường chúng chưa tất sẽ vẫn lạc đại thánh chúng chiêu xác suất lớn sẽ bị ăn mòn dẫn đến trọng thương thứ này chỉ có sở hưu cùng chu bích nguyệt mới biết được cách giải trừ nếu đổi lại là người khác chạm vào chiếc hộp đá này chỉ cần không đến năm cái nhịp thở người đó thân thể liền sẽ hóa thành nước đặc thân hồn cũng theo đó mà bị triệt để ăn mòn rồi chôn vùi cùng với thân xác một ngày sau đó xe ngựa chở theo sở hưu cùng chu tử nguyệt đã đi đến thượng kinh thành nơi đây chính là đại minh quốc đô thượng kinh thành đại minh khai quốc năm nghìn năm quốc thổ rộng lớn bao la chiếm đến một phần mười diện tích của nam vực nơi đây nhân khẩu mấy trăm triệu phố lớn phố bé ngang dọc đan sen đem toàn bộ diện tích to lớn của thượng kinh thành phân cách làm 99 cái khu vực mỗi khu vực đều là một đạo trận nhãn kết thành 99 tinh đấu đại trận tạo thành bát phẩm hộ thành đại trận đại trận này là năm đó do bạch tố chuẩn đế đích thân bố trí xuống cho dù là yêu tôn đỉnh cấp đột kích theo phần ngoài công kích của đại trận sợ rằng cũng phải tiêu tốn mất một ngày thời gian mới có thể phá vỡ một đầu lỗ hổng đây cũng là bởi vì trận pháp bảo vệ quá lớn nếu là trận pháp thu nhỏ chỉ đơn độc bảo vệ hoàng cung thì nếu không phải chuẩn đế đi ra trận này không thể bị phá chuyển cảnh vào bên trong xe ngựa thánh tử điện hạ chờ chân công công đưa người và mạc trưởng lão đến sứ quán của thái tố thánh địa bọn ta sẽ cáo từ trước được hẹn gặp lại chỉ một lát sau đó sở hưu cùng mạc phi yên trưởng lão đã được xe ngựa của chu tử nguyệt trở đến trước cửa sứ quán của thái tố thánh địa ở thượng kinh thành dạng này sứ quán thay tú thánh địa tại 23 vương quốc và hai cái đế quốc đều có thiết lập. Tất cả cũng là để đề phòng cường giả yêu tộc đột kích. Tại thời khắc khẩn cấp sẽ có khả năng liên hệ đến thánh địa. Thánh địa sẽ phái cường giả bằng với tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây để trấn áp ngoại địch. Mà quản sự tại đại sứ quán nơi đây cũng là một vị tiểu thánh tu vi đỉnh phong. Phong nhãn khắp đại minh cũng coi như là cường giả bên trong cường giả. Sở Hưu bộ dáng hiên ngang, hắn mang theo tiểu hoàng kê đứng trên vai thản nhiên bước vào bên trong đại sứ quán hắn ngay lập tức đã bị một đám đệ tử chấp sự ở bên trong đại sứ quán chú ý đến ai ra đều nói thánh tử điện hạ trước giờ không băng giá luôn tỏ ra thân thiện với đồng môn không nghĩ tới thánh tử điện hạ lại như vậy ân cần lại hạ mình cùng chúng ta những đệ tử được phái ra bên ngoài đi theo người còn khách khí như thế đều nói thánh tử điện hạ chưa từng làm dáng đối với đồng môn thân thiết hòa nhã chuyện này đúng thật là không lừa chúng ta thánh tử điện hạ đẹp trai thật đấy ừm ừm đặc biệt là lúc thánh tử điện hạ cười Ôi, trái tim của ta sắp tan chảy ra mất rồi. Sở Hưu phong thái lãnh đạm bước tới trước mặt một nữ đệ tử chấp sự, hắn mỉm cười hòa nhã nhìn nàng thân thiện nói, "Tỷ tỷ tốt, phiên tỷ bảo nhà bếp làm cho ta mấy món ăn dặm, tối nay sẽ có khách đến đây." Tự dưng lại được idol đi đến bắt chuyện, em gái bị giật mình, nàng khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Thanh âm ngượng ngùng ấp úng đáp, "Ừm um, được, um. ta sẽ bảo người chuẩn bị ngay." Nàng trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, "Thánh tử điện hạ lại nói chuyện với ta rồi." còn gọi ta là tỷ tỷ tốt. Ôi, thánh tử điện hạ xoáy ca thân thiện quá. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, màn đêm rất nhanh phủ xuống. Quả nhiên giống như lời Sở Hưu đã nói lúc trưa, Chu Văn Phi buổi tối đã chủ động tìm tới đây để gặp Sở Hưu. Sở Hưu rất vui vẻ mở tiệc chiêu đãi Chu Văn Phi trong một gian phòng lớn. Hai người nâng ly cạn chén uống đến 10 điểm tận hứng. Thanh niên tiểu hoàng kê tay cầm xiên thịt nướng đang nhồm nhòm ngồi ăn ở phía xa nó ngoảnh đầu nhìn lại về phía hai người sở hưu cùng chu vân phi nói chuyện trong lòng thầm nghĩ thật sự để tiểu sở tử nói chúng rồi đúng thật là có khách đến đầu óc cái tên tiểu sở tử này cũng nhanh nhạy phết nhỉ chu vân phi kia phen này sẽ bị tiểu sở tử chơi cho một vố đau lắm đây ha 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 chu huynh ngươi yên tâm ta biết nên làm như thế nào sở hưu nhìn chu vân phi cười nói vui vẻ như hai huynh đệ ruột thịt một tay hắn đem vuốt vuốt cái nhẫn chữ vật mà chu vân phi ban nãy đã tặng sở hưu trong lòng thầm nghĩ Chu Vân Phi này ra tay cũng thật hào phóng a, à, lại trực tiếp đem cho ta thêm 30 vạn thần nguyên thạch. Chu Vân Phi đôi mắt lim dim cười ngờ nghệch hắn khuôn mặt ửng đỏ có chút ngà ngà vì men rượu. Cánh tay thì liên tục cầm bình rượu đong đầy chén cho bản thân và Sở hữu uống. Chu Vân Phi bộ dáng đầy vui vẻ mỉm cười nói, "Ta đương nhiên là tin Thánh tử điện hạ rồi. Gia phụ đang bế quan, phụ thân bảo ta thay ông ấy hỏi thăm Thánh tử điện hạ. Ngày khác sau khi gia phụ xuất quan, người nhất định sẽ đến bồi tội với Thánh tử điện hạ." "Ờ ờ." ha ha rượu của thánh tử điện hạ khác biệt quá mùi vị rất ngon ha ha chu huynh quá khen rồi rượu này là ta đặc biệt chuẩn bị để tiếp đón chu huynh đương nhiên là phải ngon rồi còn nữa chu huynh quay về nói lại với lệnh tôn khách sáo làm gì chứ đền tội gì chứ chờ sau khi sự việc thành công chúng ta mới chúc mừng đúng 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 thánh tử điện hạ nói đúng chờ sau khi việc thành chúng ta mới chúc mừng chu vân phi khi này cũng không để ý tới rằng mộng điệp vẫn luôn ẩn nấp ở phía sau bức tranh, nàng đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hắn và sở hưu. Sau đó, sở lão ma đã cùng chu vân phi hàn huyên với nhau thêm một chút. chu vân phi đứng dậy xin phép cáo từ, sở hưu liền đích thân tiễn hắn đi ra bên ngoài. khi sở hưu vừa quay trở về phòng, thì sư tôn bảo bối của hắn cũng theo bên trong hư không mà đi ra. nàng vừa nhìn thấy hắn thì liền trực tiếp lên tiếng hỏi: thứ ngươi vừa cho chu vân phi uống không phải là rượu bình thường mà là rượu độc có phải không? hư ừ, Đàn ông đều là thứ không đáng tin. Mới một khắc trước còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, sau một khắc ngươi đã hạ độc người ta rồi, ngươi cũng thật là ác độc quá đi. Sở Hưu chỉ mỉm cười, hắn không thèm để ý đến những lời nói này của Mộng Điệp. Hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống rồi lại mỉm cười nói với Mộng Điệp, đã quyết định giúp Chu Tử Nguyệt thì Chu Vân Phi kia liền là địch nhân của ta. Mà đối đãi với địch nhân không độc ác, thì đó chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Sư tôn, người tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao mộng điệp thử lạnh nàng đưa hai tay ôm ngực khuôn mặt hiện lên nét tự ái lạnh giọng đáp bổn tọa còn cần ngươi nhắc nhở sao chỉ là cảm thấy thủ đoạn này của ngươi dùng quá đê hèn đường đường là thái tố thánh tử lại đi dùng độc hại người khác nói ra cũng không sợ bị người ta chê cười sở hưu bất ngờ đưa tay nắm lấy cánh tay của mộng điệp hắn ngang nhiên kéo nàng ngồi vào trong lòng của mình một cánh tay còn lại thì thản nhiên ôm lấy vòng eo tinh tế của vợ yêu dấu hắn vẻ mặt đầy xấu xa nhìn nàng mỉm cười châm chọc nói mèo trắng mèo đen có thể bắt được chuột mới là mèo tốt với ta mà nói quá trình không trọng yếu kết quả mới là trọng yếu mộng điệp lúc này khuôn mặt đỏ ửng nàng vội vã nên tiếng mắng hắn đừng động tay động chân bất ngờ lúc này mộng điệp đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào nàng thanh âm có chút gấp gáp nói có người đến rồi sở hưu đương nhiên cũng phát hiện ra chuyện này hắn liền lập tức cau mày lúc này ở phía bên ngoài cửa phòng của sở hưu cấm chế liên tục bị dao động. Người đến chính là Bích Dao tiên tử, nàng ăn mặc mát mẻ, một tay bưng theo bình rượu với chiếc ly, tay còn lại thì liên tục gõ nhẹ lên cánh cửa. Thanh âm nhỏ nhẹ của nàng vang vọng vào bên trong nói, "Thánh tử điện hạ, ta đến rồi." Phía bên trong phòng, Mộng Điệp lập tức cau mày, nàng con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hưu, giọng đầy ghen tuông lạnh lẽo hỏi hắn, "Giữa đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn tìm nữ tu đến để gặp mặt sao?" Mộng Điệp trong lòng vô cùng tức giận thầm mắng, "Ngươi thật không xem bản tọa ra gì sao?" ngươi có hay không có đem bản tọa để vào mắt sở hưu vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn nàng đáp ta tự có tính toán của mình người hãy lánh đi một lát lát nữa ta sẽ bầu bạn thật tốt với người mộng điệp tức lắm nhưng vẫn làm theo lời hắn nàng thân hình hơi động váy trắng bồng bềnh liền ngay lập tức biến mất tại bên trong lồng ngực của sở hưu ẩn vào bên trong hư không cửa phòng lúc này được đẩy ra bích giao tiên tử thân mang một bộ váy màu xanh nhạt ôm sát cơ thể cùng với một cỗ hương thơm theo đó bay ra khiến cho người ta mê mẩn nàng hai tay bưng bình rượu cùng với một chiếc ly gót sen uyển chuyển mà đi tới chỗ sở hưu đang ngồi thanh âm đầy quyến rũ của nàng vang lên nói thánh tử điện hạ ta mang ít rượu hoa hồng đến không biết người có hứng thú nếm thử cùng ta không sở hưu lập tức đứng dậy hắn mỉm cười vui vẻ đáp đương nhiên rồi để trên bàn trước đi mộng điệp ở trong hư không nhìn thấy bích giao tiên tử đi vào thì liền lập tức giật mình thẩm mỹ cô ta là bích giao tiên tử của nguyệt quỳnh cung vậy mà lại trực tiếp mang mị dược đến để mê hoặc nghịch đồ nhà ta đây rõ ràng là muốn dùng mỹ nhân kế để mê hoặc hắn hừ đúng lúc xem thử ý chí của nghịch đồ này có kiên định hay không nhưng sở hưu phía bên này đã ngay lập tức khiến cho nàng thất vọng hắn vậy mà lại trực tiếp ôm lấy bích dao tiên tử vào trong lòng một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt của nàng hai người mặt đối mặt đã rất gần nhau rồi bích dao tiên tử thanh âm yếu ớt vang lên nói thánh tử điện hạ để ta vì người mộng điệp thấy cảnh này lập tức tá hỏa nàng máu ghen nổi lên trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ khó chịu mộng điệp tay nắm chặt nắm đấm tức giận thầm mắng nghịch đồ sao thật muốn xem bản tọa là không khí à mộng điệp sau đó lại từng bước bình tĩnh xuống nàng nhìn kỹ con ngươi của bích giao tiên tử liền phát hiện có gì đó không đúng chuyện này khiến cho nàng vô cùng giật mình lúc này trong con ngươi của bích giao tiên tử lại hiện lên một chút huyết mang cái này cùng với trong mắt nghịch đồ sở hữu của nàng không thể nói là tương tự chỉ có thể nói là giống như đúc mộng điệp trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ đây là tà thuật gì ánh mắt của bích giao tiên tử sao lại giống y như của nghịch đồ rồi mà lúc này sở hưu thông qua hồn trùng chi thuật đã trồng vào bên trong thân thể của bích giao tiên tử khi trước thành công thao túng khống chế được ý chí của nàng hắn cánh tay liền lấy ra một bình ngọc màu đen đưa tới trước mặt của bích giao tiên tử tay còn lại liền vỗ nhẹ lên vai của nàng rồi lạnh giọng nói mang cái này về tìm cơ hội để chu long ngửi mùi hoa bên trong đó tuyệt đối đừng để bị phát hiện sau đó một canh giờ lại trở về nói với chu vân phi là ngươi đã thành công rồi được bích giao tiên tử ánh mắt mịt mờ nàng cứ như vậy mang theo bình ngọc của sở hưu quay người rời đi thân ảnh của nàng rất nhanh bị nửa đêm bao phủ rồi biến mất không thấy gì nữa mộng điệp lúc này ở phía sau đang rất tò mò rồi nàng liền lập tức lên tiếng hỏi sở hưu ngươi đã làm gì với cô ta sở hưu bộ dáng bình thản hắn hai tay khoanh trước ngực mỉm cười đáp thủ đoạn khống hồn mà thôi ngươi đã hạ thủ với cô ta khi nào chính là lần trước khi uống rượu chung với bọn họ Ngày ấy, tại thời điểm uống rượu với Chu Vân Phi cùng Bích Giao Tiên Tử ở bên trong Hoàng Kim Chiến Sa, Sở Hưu liền đối với Bích Giao Tiên Tử xuống tay. Loại khống hồn chi thuật này của hắn sử dụng không phải là cưỡng ép khống chế thần hồn của người ta, mà là đối với thần hồn tạo nên ám thị, thuật này phi thường tinh diệu. Nhất định cần phải phối hợp với linh hồn chi chủng nếu không căn bản là không có cách nào làm được. Lại nói về loại độc dược mà Sở Hưu đã đưa cho Bích Giao Tiên Tử mang đi đối phó với Chu Long. Loại độc này có tên là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Do ba loại độc dược có thành phần khác nhau tổ hợp tạo thành. Trong đó, có một phần tối nay Chu Vân Phi đã uống, một phần còn lại giao cho Bích giao tiên tử mang đi cho Chu Long uống, một phần cuối cùng chính là nằm ở trong tay của Sở Hưu. Lúc ba loại độc dược này tách ra sẽ không có bất kỳ nguy hại gì đối với người trúng độc. Nhưng nếu cả ba cùng lúc xuất hiện tại bên trong phạm vi ngàn mét, ba phần độc dược này sẽ lập tức bùng nổ ngay, đồng thời hóa thành Tam Hoa tụ đỉnh. Độc tính phi thường bá đạo, cho dù là thực lực đại thánh như Chu Long, cũng sẽ bị suy yếu đi 40% tu vi. Tiểu thánh dính phải sẽ suy yếu 90% tu vi. Thần thông cảnh chúng chiêu, chỉ trong chốc lát sẽ mất đi tất cả tu vi, sau đó biến thành một cái phàm nhân có nhục thân hơi mạnh một chút mà thôi. Thời gian hiệu lực kéo dài 3 ngày, tất nhiên nếu như nhục thân cường đại, người bị trúng độc có thể sớm khôi phục hơn một chút. Mộng Điệp nghe vậy liền giật mình, nàng trợn tròn mắt nhìn Sở Hưu. Nàng thật không ngờ tên nghịch đồ này của mình, tâm tư lại sâu đến như vậy. Nghĩ lại đến bản thân mình còn bị hắn khống chế, thì những thủ đoạn như này cũng là thường tình mà thôi. Mộng Điệp lại lấy lại được bình tĩnh, nàng thản nhiên đặt mông ngồi xuống giường, thanh âm nhàn nhạt, nhạt của nàng vang lên nói, "Ngươi cũng quá độc địa rồi đấy. Chỉ vừa mới quen nhau, ngươi đã có suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt đối phương rồi. Nhưng bất quá, cho dù đại thánh cảnh bị giảm đi 40% thực lực, cũng không phải là người ngươi có thể một mình đối phó. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn vi sư xuất thủ ra tay giúp ngươi sao?" Nói đến đây, mộng điệp đột nhiên cười lạnh rồi lại nói tiếp người nằm mơ đi bổn tọa không thể nào giúp người sở hưu nghe vậy liền mỉm cười hắn nhẹ vẩy tay một cái liền biến ra chiếc hộp đá màu đen khi trước đã lấy được ở bên trong pho tượng ra hắn bộ dáng đầy tự tin đắc ý nhìn mộng điệp nói ta cũng không nói là bảo người ra tay bên trong này là trận bàn thất phẩm khốn sát trận chỉ cần có đầy đủ thần nguyên thạch liền có thể trong nháy mắt thôi động đến lúc đó người cho rằng chu long mất đi 40% thực lực còn có khả năng sống sót không mộng điệp ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sở hưu hỏi ngươi có thần nguyên thạch sao sở hưu lại cười hắn cười rất hòa nhã đáp ngươi đã quên rồi sao tên chu vân phi đó chẳng phải đã cho ta rất nhiều thần nguyên thạch sao bạn bè mà thì nên giúp đỡ nhau đúng chứ he <laughs> he hừ tên bằng hữu đó của ngươi cũng thật là thảm lại bị chính bằng hữu của mình hại phụ thân hắn mộng điệp lúc này cũng không để ý sở hưu một tay đang vụng trộm cầm bình rượu hoa hồng mà bích giao tiên tử mang tới khi trước rót đầy vào một ly Sở Hưu vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn thản nhiên bê ly rượu trên tay lên rồi đưa cho Mộng Điệp nói: "Sư tôn, mời uống trà." Mộng Điệp không chút đề phòng, nàng liên nhận lấy chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nuốt xuống cổ họng, Mộng Điệp ngay lập tức nhận thấy có gì đó sai sai. Thân thể nàng trong phút chốc nóng bừng lên, nàng ánh mắt sửng sốt nhìn Sở Hưu vội hỏi: "Ngươi vừa cho bổn tọa uống gì thế?" Sở Hưu tay cầm bình rượu đưa lên, hắn thản nhiên mỉm cười giới thiệu đáp: "Rượu hoa hồng mà Bích giao tiên tử vừa đưa đến." Mộng điệp bị giật mình, nàng hốt hoảng lớn tiếng mắng hắn, "Ngươi, ngươi có biết đây là gì không hả?" Đồ Nhi đương nhiên biết đây là thứ gì, Đồ Nhi cũng sợ giao thủ với Chu Long đánh không lại hắn, cho nên, phải chuẩn bị trước một chút, xin sư Tôn giúp Đồ Nhi nâng cấp chút tu vi nhé. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Còn làm gì nữa? Chẳng nhẽ sư Tôn mong Đồ Nhi thua cho tên Chu Long đó sao?" Nghịch Đồ nhà ngươi còn nói, "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi bị tên Chu Long đó ức hiếp sao? Bình rượu này dược tính mạnh quá." ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Sư tôn ngoan, mời người nằm cho tốt. Đồ nhi chuẩn bị rút kiếm đây. Rút lời sở hưu thuận tay liền vỗ cái đốp một nhát lên bàn tọa của mộng điệp, khiến cho nàng khẽ kêu lên một cái. Ha ha, sư tôn ngoan thật đấy, cũng biết đổi thế võ mới cơ à. Vậy thì đồ nhi bắt đầu tung chiêu nhé. Chiêu thứ nhất, một kiếm xiên liên tục. Ờm và thế là mộng điệp cùng sở hưu hai bên giao thủ với nhau suốt cả đêm. Nhìn khuôn mặt của nàng là biết cuộc chiến nó đã khốc liệt đến mức nào. Tập 29 chấp 37 xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đạo hữu đã xem hết video của Tại Hạ. Quý vị thấy hay thì xin để lại cho Tại Hạ một like, một comment xuống bên dưới phần bình luận. Còn ai yêu quý hơn thì có thể donate link thạch cho Tại Hạ vào số tài khoản ngân hàng có treo trên màn hình hoặc thông qua số mô mô Tại Hạ có để bên dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị đạo hữu rất nhiều. Mãi yêu các fan.